Đây là những cái con kênh mà ở quê này các bạn. Thường á, thì lâu lâu á, nhà nước sẽ dùng cái cua be để móc lên như thế này. Các bạn thấy đất ở dưới cái lòng của con kênh này á, được đưa lên hai bên bờ như thế này. Đây là một cái nơi mà để mình trồng chuối rất là tốt nha các bạn. Bà con mình nhà ai mà gần những cái con kênh như thế này á, thì nên trồng chuối như thế này. Đây, nhà ai nấy trồng mà nhà nước không có ý kiến gì đâu các bạn. Mình tận dụng cái đất để cho có thêm cái nguồn thu nhập ha. Có thêm cái cây xanh, có nhiều cái oxy cho cái môi trường thôi. Nó tốt thôi. Đây, bà con bắt đầu trồng chuối này các bạn. Ta đặt chuối xa xa cách nhau khoảng 4-5 mét đó các bạn thấy không? Nó vừa cho cái nhiều oxy mà vừa lại có thêm cái khoảng xanh cho môi trường nữa các bạn. Đây, sau một khoảng thời gian này các bạn thấy nó lên không? Lên quá trời luôn nè. Nó cái chuối này các bạn trồng thì nó rất là có lợi nha. Nó sử dụng được từ đầu cho tới cái củ hủ luôn á các bạn. Cái lá thì các bạn có thể bán cho người ta gói bánh, bánh tét hay là bánh ú. Ở cái vùng mình á, thì rất là phổ biến người ta sử dụng lá chuối thay cho những cái loại túi ni lông á các bạn. Người ta gói bắp hầm đồ các thứ, mì sắt, mì xào đồ luôn nữa. Thấy rất là thơm ha, nó ăn nó đảm bảo sức khỏe hơn. Và cái thân á, thì người ta sắt ra cho vịt ăn á các bạn, cho vịt với cho bò nữa, ta xay ra cho bò luôn. Còn cái quả thì mình không phải nói rồi ha, cái quả thì mình sử dụng trái sống trái chín gì cũng được hết. Còn cái củ hủ thì người ta lấy người ta xào đó các bạn, là cây chuối mình sử dụng từ đầu cho tới chân ở tới tới cái củ hủ luôn nha. Ngoài ra thì cây con bán cũng được nhiều tiền đó các bạn ha. Một cây vậy thường là bán khoảng được 10.000 đồng cây chuối sim nha, còn chuối già thì mình không biết nha. Hiện tại mình đây là cái vùng này là dùng mà trồng chuối sim này các bạn thấy không, quá chừng luôn nè. Đây là cặp con kênh mà lúc nãy mình cho các bạn xem ở đầu video đó. Bây giờ là nó lên như vậy đó, mỗi một cụm như là một cây trồng ban đầu các bạn thấy đó các bạn. Đó, và cái kênh này các bạn thấy không, cái kênh lúc trước đó do cái đất phù sa nhiều nè, rồi cái chất dinh dưỡng mà ở dưới lòng sông á, nó tích tụ ở dưới lòng kênh, nó tích tụ nhiều năm á, được cô bé nó móc lên đó các bạn, nên là trồng chuối nó rất là tốt nha. Một cây nó nhảy ra một bụi nè các bạn thấy không, đó một bụi như vậy á, là có 6-7 cây luôn, nhưng mà lúc trước thì trồng chỉ có một cây thôi. Mà các bạn biết rồi đó, cây chuối nó có cái lợi nhuận rất là cao luôn, mà trồng cái này là không phải đất của gia đình mình nữa, đất là cầm bà kênh đó các bạn, thường là đất công đất của nhà nước thôi. Này, các bạn thấy không, một cây nó rất là cao luôn. Mà cái đặc điểm của cây chuối á, là các bạn phải biết nha, tức là sau khi mình trồng như cái thế này rồi, nó nhảy thành cụm như thế này á, một cây trồng ban đầu nó nhảy thành cụm 5-6 cây như thế này á, là các bạn phải bứng cây con ra. Mình bứng cây con ra mình trồng nữa thì cây chuối nó mới to, nó mập đấy các bạn, trái nó mới bự. Còn các bạn cứ để như vậy cho nó nhảy tự nhiên hoài á, là nè cứ để cây cho nó nhảy, muốn nhảy sao nhảy nhảy thoải mái luôn á. Nó lên thì lên, không lên thì thôi á, là cây nó sẽ ngày càng nhỏ lại, trái ngày càng nhỏ lại các bạn, do cái chất dinh dưỡng chỗ đó là nó không có còn nhiều nữa. Do trồng trường hợp này á, bà con mình ít có bón phân lắm, nên là chất dinh dưỡng ở cái vùng đất đó không còn nhiều nữa. Các bạn phải trồng xen nhau, mình bứng đi cái nơi khác mình trồng các bạn, thì cây nó mới to, nó mới khỏe, mới trái mới mới nhiều được các bạn. Ở đây bà con bỏ cây không, các bạn thấy không, lấy cái hoài rồi bỏ cây. Ngoài ra những cái lá chuối mà nó rủ xuống như thế này, người ta còn dùng để đan thành những cái sọt nữa đó các bạn, giống như đan lục bình vậy đó, nhưng mà lại ít người ưa chuộng hơn nha. Lá chuối ở mà cái vùng mà gió nhiều quá các bạn, là mình cũng ít sử dụng được khi gói bánh tét, bánh ú, do nó tưa lá trơn. Các bạn mà muốn trồng như thế này mà không tốn nhiều cái thời gian chăm sóc á, không tốn có nhiều cái thời gian mình bứng tỉa ra đó các bạn, thì các bạn nên bón phân nhiều cho nó nha. Đó, các bạn thấy một nải chuối đang chín bối nè, nhiều quá, do khu vực này nhiều quá, nông dân mình nó không kiểm soát hết và không thể nào mà coi hết mỗi ngày. Các bạn hầu như ngày nào cũng có đốn hết, nhưng mà cũng sót, sót thì chim ăn, dơi ăn hết.
Đó, các bạn thấy không, nãy nó san sát ra hết, nhưng mà trái nó không có to do bà con mình không có bứng ra đó, cứ để vậy trồng tới ha. Mình sẽ qua bên kia lộ cho các bạn xem nè, từ xa nè. Cái này nó, cái con kênh này nó chạy dài khoảng gần 1 km nha các bạn. Cái khu vực trồng chuối trên con kênh này á, nó chạy dài khoảng 1 km. Cây cối là nó tùm ở đây các bạn. Cái này là cặp một cái hương lộ nhỏ, bà con mình tận dụng trồng như thế này ha, nó vừa có cái khoảng không gian xanh nè, nó vừa có thêm cái nguồn thu nhập đó các bạn, rồi có cái thân chuối cho gia súc gia cầm ăn nữa các bạn, vịt xiêm nè, vịt tàu, rồi cái cây á, thì mình có thể là lấy mình cây con á các bạn, mình có thể làm gỏi đồ cũng rất là ngon luôn. Nhà mình thì trồng cũng nhiều nhưng mà không có nhiều như bà con đây ha, bà con đây trồng quá nhiều luôn. À, đặc biệt là mình thấy cái giống chuối ở đây bà con trồng nó rất là cao, cao như cây dừa vậy các bạn. Đó, thấy không, nó mỗi lần mà gió là nó tưa lá hết luôn. Do ngay cái khu vực này là khu vực trống gần biển nữa các bạn. Các bạn chú ý trồng chuối là mình lựa những cái vùng đất như thế này ha, trồng rất là màu mỡ, rất là tốt luôn, nhưng mà phải bứng ra thường xuyên chứ các bạn, để mà 2-3 mùa là nó không có đạt cái chất lượng đó các bạn. Chuối thì nếu mà bà con mình bán không hết á, thường là ép chuối khô, bán một một gói chuối khô hiện tại là khoảng 30.000 các bạn, mà mình để được rất là lâu luôn, nếu mà để ngăn mát tủ lạnh thì để có thể để cả năm luôn á, nên là không sợ cái nguồn đầu ra không có đâu các bạn. Ai mà có diện tích nhiều á là các bạn cứ việc trồng đi, mình sử dụng được rất là nhiều cái mục đích khác nhau á, từ cái thân cho tới từ cái đọt cho tới cái củ hủ luôn. Chuối á, thì không có đầu ra thì mình tự tìm đầu ra, mình tự mình ép phơi, mình phơi khô mình bán đấy các bạn. Ở miền Nam mình á, thì ít có cúng chuối, còn mà miền Bắc thì thấy bà con Tết á trưng trên bàn thờ hay cúng đồ cũng rất là nhiều luôn. Đây là những cái cây con nè các bạn thấy không, rất là non luôn. Có hai cách để sử dụng cây con này nha, một là bứng ra bán, mỗi một cây khoảng 10.000 đồng ngoài chợ các bạn, đem ra bao nhiêu ta cũng mua hết á. Người ta mua nhà ai chưa có người ta mua về ta trồng, còn mà các bạn bứng ra mà mình không có sử dụng thì mình đem trồng cái nơi khác nha. Khi mà các bạn làm gỏi làm gì á thì các bạn chặt một vài cây vô các bạn làm gỏi coi, nó rất là ngon luôn. Các chuối sim thì nghe các bạn, còn những cái loại chuối khác thì mình cũng không có rành lắm, do cái vùng mình ưu tiên trồng cái loại chuối này, thấy nó ngon, nó phù hợp với cái địa chất, với cái khí hậu ở đây á các bạn, thổ nhưỡng ở đây nó thích hợp với cái cây chuối sim này. Khi mà các bạn trồng nhiều như thế này á, là mình phải kiểm tra hàng ngày nha, không có để mẹ gì không có để cho cái trái nó chín bối, để không có mình không phát hiện được các bạn, nó ảnh hưởng chim nó ăn hết ha. Nó dài dài ở đây người ta cũng trồng nhiều lắm luôn nè, khu vực nhà ai nấy trồng các bạn.